là đường Tôn Đản nha, đang hướng về Đại Nam Mô. Đền thờ Trần Xuân Đạo. Cái đại đường Tôn Đản này cũng có bán nhiều đồ ăn nè, bún bò, bún tùm lum đó. Vào đoạn đường Đại Quang Bo luôn. Nó có 2 giờ 10 rồi mình sẽ đi rồi.